Bà đã nói còn bao nhiêu lần rồi? Đã uống rượu rồi thì về đừng có tắm nữa. Bệnh liền rồi đó thấy chưa? Bà cứ kệ con đi. Tay con bị sao vậy? Té xe phải không? Để bà coi. Bà tha cho con được không? Con bị bệnh mà bà cũng không tha nữa hả? Thằng nhỏ để tôi lo. Ổn mà. Tôi làm phiền chị nhiều quá. Hắn muốn giao du với bà vì hắn muốn lợi dụng tôi nè. Chú không muốn con lại đi vào vết xe đổ của chú. Chú không muốn trong ngành của mình tiếp tục lại xuất hiện thêm một cảnh sát già cô đơn. Cuộc chiến không cân sức sẽ có bước ngoặt thế nào trong bộ phim Thách Chí Lật Bài chỉ có trên YouTube Aqua Entertainment.